Hôm nay đêm bỏ chùa này nhân duyên hạnh ngộ con thầy thầy vui. Lời hát ru nghe da diết như thấm đượm tình yêu thương ấy chính là của Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quan 2, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vào chùa quy y từ năm 10 tuổi, vị tu sư này thực sự đã dành cả cuộc đời cho Phật Pháp, cho bá tánh chúng sanh, nguyện giữ vững tâm niệm nối gót theo chân Đức Phật, cứ ngỡ con đường tu tập chỉ xoay quanh lời kinh tiếng kệ. Nhưng rồi một ngày mùa đông cách đây 25 năm về trước, với Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu là một ngày không bao giờ quên. Vàng đâu đây tiếng kệ thơ, khóc ngất cơ đau thương giữa cuộc đời. Mẹ cha đâu ngờ xa con thể, tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Con ở cha đến đây, con ơi kể từ đây, kể từ đây con được yêu thương trong vòng tay yêu thương của mọi người. Một em, hai em, rồi hàng trăm em nhỏ, vì một mối lương duyên kỳ lạ nào đó đã về đây, để rồi quá thành khúc ruột máu mủ, trở thành con của vị sư già, thành con của Đức Phật cao cả. Có người nói rằng con có ai đem đến đây, tại sao mà sư thầy nhận để nuôi. Mình nói rằng đây là có duyên của Phật thầy rồi, để hết lòng thương yêu, cho nên mặc ai nói thế nào thầy cũng không có nản chí mà phát nguyện rằng nuôi những đứa bé thơ này để đền đáp công ơn cha mẹ của mình nhiều đời, nhưng bậc ân của mình, bởi vì có cha có mẹ mà có mình, cho nên hôm nay có những đứa con thơ này để mình làm cái ý nghĩa giá trị của người cha người mẹ, để mình đền đáp những công ơn, và đồng thời là để làm gương cho những người là mọi người đến đây để làm việc phước thiện, để mà hộ trì tam bảo bằng cách là giúp cho thầy nuôi những đứa bé thơ này. Kể từ đó, ngôi chùa trở thành nơi che mưa chắn gió và cả những giông tố cuộc đời cho hơn 200 đứa trẻ đủ mọi hoàn cảnh. Trung tâm bảo trợ xã hội tại chùa Kỳ Quan 2 từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với quý Phật tử gần xa. Thậm chí những hình ảnh của vị sư cả cùng đàn con thơ đã vượt qua tận bên kia nửa vòng trái đất, làm rúng động những trái tim thiện nguyện giàu lòng từ.
đối với em, thầy trong em là một người, một người cha, một người mẹ cứu cứu giúp cho em để được sống, được sống tiếp và học tới bây giờ. Thầy là một người mà luôn chăm chút và tỉ mỉ lo lắng cho từng em ở đây. Bất cứ em nào mà thầy nuôi và đã những em mà bị bỏ rơi ở ngoài, những em sống cơ nhở, thầy luôn một dang rộng vòng tay đón những em về. Nhìn những đứa trẻ mang bệnh tật đầy mình, nhìn những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, người ta thương cho chúng bao nhiêu, thì kính nể việc làm của Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu gấp nhiều lần hơn nữa. Thay vì trách cứ sự lạnh lùng của bậc làm cha làm mẹ, vị sư cả này lại thấy xót xa thấu hiểu cho họ. Khi con người ta đã đến trước sự tận cùng của bế tắc, thì quyết định này có đau đớn đến mấy cũng phải chấp nhận, cũng như việc họ để lại khúc ruột của mình tại đây. Vị Hòa Thượng đã quá thân thành người cha già, sẵn sàng đón nhận những đứa trẻ xa lạ vào lòng và gọi chúng triệu mến là con. Khi nhận được đứa bé thơ vào trong vòng tay yêu thương của mình, thầy chợt nhớ lại Đức Quan Âm Bồ Tát khi xưa nhận được đứa con của Thị Mậu mà Ngài ở ngoài cổng Tam Quan, rồi Ngài xin sữa, rồi nuôi đứa bé nó thành người. Sau này là một vị là hầu Đức Quan Âm Bồ Tát. Thầy hôm nay đã nhận được những đứa bé này, thầy xem như đây là một cái nhân duyên lành đến với bản thân của mình. Giờ mình được làm cha, cho nên thầy hết lòng thương yêu và nuôi cho đứa con của mình trong cuộc đời này, như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã làm. Dưới ánh sáng hào quang đạo pháp cùng tình yêu thương nhân hậu của vị sư già đã chạm đến hàng ngàn trái tim Phật tử khắp mọi nơi. Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu là bóng cả giữa rừng tình thương. Những gì Ngài đã làm cho đạo, cho đời chính là hiện thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, chính là tấm gương
để lớp lớp Phật tử nhìn vào và noi theo.